Hi, xin chào các bạn. Hiện mình đang ở trong khu vực chợ Tân Châu tại thị xã Tân Châu. Hôm nay là chiều 30 Tết, lúc này là khoảng gần 5 giờ. Thì hôm nay là mình sẽ đi vào trong khu vực chợ Tân Châu này để quay lại cho các bạn xem cái không khí mua bán vào trong buổi chợ chiều này như thế nào nha. Đây là xung quanh chợ nè. Ở trước mặt thì các bạn có thể thấy là có hoa vạn thọ. Rồi hôm nay chiều này là mọi người vẫn còn bán nè, và người mua cũng vẫn đến đây mua nha. Ở đây sẽ có một cái xe thức ăn nhanh, rồi có đây là món gỏi cuốn nè. Ngon chưa? Cái món gỏi cuốn là ăn rất là ngon. Nó nhờ có nhiều rau nè, chúng ta sẽ ăn chấm với tương người ta làm ăn rất là ngon luôn nha. Ở đây có đu đủ để làm gỏi nè. Thì trong khu vực chợ Tân Châu này bắt đầu là đến 22 giờ đêm, tức là khoảng 10 giờ tối ở ban quản lý chợ sẽ đóng cửa. Thì bây giờ tất cả những cái đồ mà buôn bán hôm nay còn rơi vãi thì mọi người sẽ vệ sinh để đón Tết ha. Đây, ở đây sẽ có bông vạn thọ vẫn còn bán nè. Ở đây cũng còn rất là nhiều ha. Ở đây có hoa cúc nè. Ở đây bông còn rất là nhiều luôn nha. Chiều 30 Tết thì hoa vẫn còn rất là nhiều. Ở đây vẫn còn một số trái cây để mua về xuân Tết nè. Ở phía trước có một tiệm vàng lớn, và ở đây có một cái xe cao nha, có bán lá trầu nữa và có bán đu đủ để ha, để em trai về cúng Tết nè. Trái này kêu là trái gì mà nó lớn quá hả? Trái này là trái quýt Đài Loan. Quýt Đài Loan, mỗi trái một trái, một trái gì chắc còn nửa hơn nửa kilo hả? Không biết phải không? Dạ. Đây, hơn nửa ký. Một cái trái này là hơn nửa kilo nha, chứ quýt Đài Loan rất là lớn luôn nha. Vậy là bán bao nhiêu ký hả anh trai? Dạ, bán trái. Bán trái vậy đó hả? Vậy là một trái mình bán làm sao? Trái 30. Một trái quýt Đài Loan như vậy là hơn nửa ký là 30 ngàn nha. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Ở phía trước mình vẫn có còn là bông vạn thọ nè, rồi bông cúc nữa nè nha. Ở đây vẫn còn rất là nhiều bưởi da xanh nha. Trái bưởi da xanh này rất là lớn nè. Ở phía trong đây còn những cái trái mít nha. Ở đây vẫn còn một số đồ để trang trí trong nhà trong dịp Tết nè. Có những cây màu vàng rất là đẹp nha. Rồi, ở đây có bó hoa nha. Này là có ở đây mình ăn ở nhà chứ đâu phải là bán gì hết anh. Dạ,
À đây nhà đang ăn cơm nha. À, đây có bông vạn thọ nè. Wow, ở đây có những trái bưởi da xanh trái rất là lớn luôn. Nước mía nha. Ở phía đây còn có bán đồ để tối nay cúng đêm giao thừa này ha. Ở đây có một cái xe bánh hè nha. Xe bánh hè này là đặc sản của vùng Tân Châu này. Chiếc xe bánh hè này là có thâm niên là từ trên 20 năm. Đây là cái nghề bánh gia truyền ha, từ đời trước truyền cho đời sau là đã trải qua hơn 20 năm. Bán rất là đắt. Quá khéo luôn. Tết này bán đỡ không chị? Đắt luôn chứ đỡ. Bán đắt luôn chứ đỡ gì? Hồi sáng giờ mình bán đây không á hả? À, 1 giờ mới giờ bán. Dạ. Ngoài cho bông. Dạ. Bông giờ này còn nhiều không hả chị? Cái bông giờ này còn. Dạ. Hôm nay nữa là ta nghỉ cho bán rồi, bông hôm nay nữa là hết nè. Dạ. Giờ nó chiều nè, đi ra lụm bông nè. Hết trơn bông rồi. Hết bông hả? Cái năm giờ lụm quá trời lụm luôn. Rồi hôm nay bán bông đắt phải không? Vậy là dân hôm nay làm giàu luôn rồi. Giờ này mọi người đến đây là cái khu vực này rất là đông luôn nè. Mặc dù là buổi chiều 30 Tết nhưng mà ở đây khu vực hôm nay là cũng rất là nắng nhiệt luôn nha. Ở phía trước còn một mớ xoài nè. Có đồ trang trí trong nhà nè. Ở bên đây vẫn bắn hoa nha, còn bắn hoa bình thường nè. Còn một số vận thọ. Ở đây có bán trầu cao nha, trầu cao nè, đồ cúng cho thừa nè. Bao nhiêu anh? Ở đây có bán cà na dập và cà na ngào đường nữa nha. Trước này có một cái chú ngồi để xin nha. Có chú ngồi. Ở đây còn lại một số bánh nha. Bánh thuẫn nè. Ở đây có bánh ú nè. Còn được vài số bán cũng gần hết rồi.
ở đây vẫn còn buôn bán khô nha. Vẫn còn trái cây ha, buôn bán nha. Ở đây có tép khô nè, có khô mực nè. Ở đây mẹ Thái nha. Ở đây còn lại một số bánh ha, bán chút xíu nữa là hết rồi. Khúc qua trả 20 đi, chạy đi. Một đòn 50 ngàn đó, giờ các khúc giờ. Ở đây vẫn còn bánh in nè, còn bánh bông lan mặn ha, nhưng mặn. À, một hộp thì bao nhiêu tiền hả chú? Nhiêu chị? 40 ngàn ha, một cái như 10 ngàn ha. Ngon không hả chị? Một hộp như là 40 ngàn ha. Bán một hộp đi chị. Ở đây còn một số bánh nữa là hết ha. Ở phía trước à. Bữa trưa thì nó đông hơn ha. Lúc này là rất nhiều sạp đồ đã dọn dẹp chuẩn bị về buổi chiều nay là anh ta nghỉ Tết, đón giao thừa nghỉ Tết nè. Đó. Các bạn thấy không, trong này là bắt đầu đã dọn dẹp về nè. Ở bên đây vẫn còn bán đồ nha, đồ chai, có đồ chai nè. Đây là có kim chi nha, có chả đò nè. Cái này là đồ chai, chả chai. Bên trong lòng chợ vẫn còn một số tiểu thương vẫn còn buôn bán đây. Ở đây có sạp để đóng cửa dọn về nha. Ở đây có món dưa kiệu nè, đây có kim chi nè. Có sen và củ sen nha. Ở phía trước có bán là dưa kiệu nè, có kim chi nè. Ta mua về ăn với thịt kho ha. Thịt kho ta nấu ăn những ngày Tết nè. Ở phía trước đó là cao khô và có những lá trầu nữa nha. Ở đây có dưa cải nè. Ở đây bán rất là nhiều cao trầu. Chiếc cao đỏ nè, người ta này người ta sơn vào nha. Chiếc cao này sơn màu vàng đồng nữa nè.
Bây giờ mình sẽ ra cái khu vườn rau củ ở bên ngoài để quay lại cho các bạn xem nha. Giờ này vẫn còn người đi chợ, vẫn còn người mua bán, tiểu thương vẫn còn bán, bà con vẫn còn ngồi bên đây bán nè, và mọi người cũng đến đây mua đồ nè. Tất cả những hàng bông đây rất là tươi luôn nha, có củ cải nè, rồi đây là có đậu que, đậu dưới leo, những cái đồ ăn cần thiết cho những ngày Tết nè. Ở đây vẫn còn cà rốt, có dưa leo, cà chua, khoai tây. Còn ở phía trước đây vẫn còn một số bưởi da xanh. Đây, rồi có trái cây nho nè, lê nè, xoài nè. Ở đây có me Thái nè. Ở đây có một số vít hồng nha. Nhưng quýnh là chiều là còn giá bao nhiêu hả gì hả chị? Dạ, quýnh hồng này giá này là còn giá 30.000. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ở đây có rất nhiều bưởi luôn nha, bưởi da xanh nè. Ở đây có rất nhiều. Quýt hồng đến nay là còn rất là nhiều ha. Thì kêu nó tí nữa đây đứng dòm dòm nè. Quá gỡ mũ ra sáng rồi ha. Trong cái gian hàng thì bán rất là nhiều trái cây luôn nha. Bán được, tới năm nay bán được. Bán được hả cô? Bán được. Dạ. Được hơn năm trước luôn ha. Bán được hơn năm nay. Dạ. Như vậy thì mình còn bán tới mấy giờ mình nghỉ đi hả cô? Có 8-9 giờ rồi dẹp rồi. Dạ, 8-9 giờ đêm thì cái sạp này bắt đầu cũng dẹp nha. Dẹp hôm nay dẹp sớm, mỗi năm này giờ này còn đồ nhiều hơn năm trước. Dạ, vậy là năm nay là người ta có tiền nhiều. Dạ, dạ, năm nay mà mình hàng ít. Dạ. Mình quá ít. Dạ, vậy cũng mừng rồi. Dạ. 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 Ở đây còn có quýt hồng nè. Ở đây có mớ sầu riêng nha.
ở trong đó có những cái trái dừa nè, trái dừa còn rất là nhiều nè. Bây giờ là mọi người đã tháo cái tấm bạc kia phía trên ha. Theo bà con tiểu thương buôn bán chợ thì nói hôm nay là buôn bán trái cây được. Bưởi da xanh luôn nha. Trong lòng chợ này thì còn những cái quầy bánh kẹo, đồ tạp hóa vẫn còn buôn bán bình thường. Ở đây có rất là nhiều loại mứt luôn nha, mứt cà na nè. Bánh kẹo. Bây giờ là ra khu vực bên ngoài nơi bán cây kiểng, mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái việc bán cây kiểng năm nay đến 30 Tết này đã hết chưa ha, và còn ra thế nào nha. Ở đây vẫn còn một số chậu mai vẫn còn đây nè. Bây giờ mai nở một màu vàng rất là đẹp luôn. Một số cây kiểng nhưng mà ít thôi. Ở đây vẫn còn những cây mai còn đây nè, là những cây mai là chưa bán được, vẫn còn nằm đây ha. Còn bây giờ mình sẽ đi dài lên phía trên đó, thấy có đông đông người nè, để xem có gì mình nữa đây nha. Trước mặt các bạn có cái quầy ông đồ viết chữ nha. Hôm nay là nghỉ chưa? Dạ hôm nay là em ao. Hôm nay là ao nữa đó ha. Sau mấy ngày làm việc vất vả rồi giờ. Giờ là xong ha. Dạ đúng rồi. Ông đồ trời thường á bị tối nay đi chơi. Bây giờ phố ông đồ là chuẩn bị dọn dẹp nha. Khu vực bên đây là khá đông người luôn ha, mọi người đến đây để mua những cái chậu hoa nè. Thank you.
đây có những cái chậu nào vừa đủ tầm xuân, được trang trí rất là đẹp. Ở phía trước của các bạn rất là đông người luôn, mình để lên đó xem coi có cái gì mà đông quá nha. Phía trước đó có chỗ bán nước uống nè. Như vậy thì các bạn thấy không, ở chỗ này là bây giờ bông chỉ còn lại một số ít thôi, bán cũng gần hết rồi, chỉ còn là một vài ngày. Nên là cái mức độ tiêu thụ bông hoa ở khu chợ hôm nay là cũng rất là khả quan. Ở đây có một số đồ cổ rất là đẹp nha. Khu vườn này cũng vậy, cũng còn lại một số chậu hoa, còn lại một số ít thôi ha, nhưng mà vẫn còn tồn động lại. Bên trước đó là có những cái chậu hoa lily nè, mọi người đến đây cũng đến ngắm nhìn những chậu hoa lily để mua nữa nè. Ở đây vẫn còn một số cây hạnh. Buổi chiều này ở đây có một cái xe thức ăn nhanh nha. Ở đây có bánh hẹ nè, bánh lột xào chay mặn. Cái khu vực này là khu vực ăn uống giống như cái chợ đêm của thị xã Tân Châu nha. Cái này là bà con chuẩn bị ở đây mua bán rất là tấp nập nè, vui quá.
xe xôi. Đây có một cái xe xôi rất là ngon luôn nha. Ở đây là xôi mặn nè, ở bên đây là xôi lá cẩm, còn này là xôi vò, rất là ngon. Bên trong nó có phấn phở bò tái, bún bí gà, heo. Ở đây có hồng gà nướng nè. Ở đây có một cái xe xôi xiêm cẩm, xôi gò, xôi gà ha, rất là ngon luôn nha. Đây được gói trong những chiếc lá xe nha, rất là sạch sẽ vệ sinh luôn nha. Xe xôi này là hơn 20 năm rồi các bạn, gia truyền ha. Ở đây có gà vịt nướng, rồi rất ngon, có cả cánh gà nè, rồi có đùi gà nữa nè. Đó, đùi gà đó, các bạn thấy chưa, thấy ngon chưa?
đây có một cái xe bánh ha, xe bánh nó nhìn rất là ngon luôn nè. Các bạn, cho dù là buổi chiều 30 Tết gần 6 giờ rồi nhưng mà không khí mua bán ở khu chợ Tân Châu này vẫn rất là tấp nập. Mọi người đi đến đây mua sắm cũng rất đông. Bà con tiểu thương, có một số bà con tiểu thương thì đã dọn về chuẩn bị ăn Tết, nhưng còn một số bà con tiểu thương vẫn ở lại buôn bán cho đến tối, và có thể là trước khi đến 10 giờ là mới dọn về nghỉ. Trước tiên năm mới sắp đến, xin chúc mọi người cả nhà được an lành, hạnh phúc, đại cát đại lộc, phát tài trong năm mới nha. Video tới đây đã hết, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.